急没事儿，我们也不急。没事，我们也不急。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路。trừ giấy cao gót. vú lờ cao cân xía hy vọng希望 vọng. chất liệu vải sờ lên miệng lẻo mua chỉ lại liệu có trông béo hay không liệu có vẻ béo hay không khỏe bút khả sẽ có vẻ chân ngắn. Khủy xẻn thối toán. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biêu chiên sàng xỉa đất sử đô sào chén. Chuyên tâm lựa chọn. Trang xin theo. Đại thu hoạch tạo sâu khổ. mình trả lại bạn ba trăm nghìn hãy nhớ dùng nín cho lịch sự, wǒ zǎo nín sān shí đã học mấy năm tiếng Trung rồi, xué l ài kí niêm trung văn đi từ từ thôi, mạn dẫu quán đồ nướng Sao khảo tiền khách hàng cửa rấn chậm màn không sao không có việc gì mấy sợ. mấy sự không gấp không vội 不急。